Thôi thằng này đâu à? Mà để thằng Ezio chăn vãi lồn vậy. Tốc biến chém chém. Khổ thế. Pantheon nhìn giống Doric ấy. Mang bảng gì ấy? Bố mày lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá. Bố mày lại sợ mày quá. Gì thế? Thế có giúp bạn thắng được mình không? Ừ, farm có vẻ ổn rồi đấy. Đó, phải bình tĩnh như này này. Rồi, vượt qua gọi là chuyện khó khăn nhất rồi. Ok. Xe nếu có thể nha, còn like thì nên like cho mình cái nhé mọi người. Like đơn giản mà. Ờ cảm ơn nha. Sinh gum thì sao trên vui vẻ là đúng rồi. Nhưng anh em sao phải ngại thì... Sao phải ngại với nhắc tất nhiên là sẽ vui vẻ. Uầy. Ôi sao tôi tốc biến nó vẫn sọc được cái đấy nhở? Xin gửi đến từ tương lai á. Vãi lộn cái tiêu đề hay đấy. Cạp 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 cạp. Ôi đau thế. Nó phi giáo đau thế à? Ôi địt con mẹ à, vãi lộn thật. Địp mà hết mana. Chết con đĩ mẹ tôi rồi ông ơi. Vãi lồn thật. Ok ok. Ok, ơ đi không được đi. À, buồn cười vãi lộn. Đau thế.
phải đùa bố mẹ à? Ơ, phải đùa hơi dai anh em ạ. Trời ơi, địt mà đùa hơi dai. Đùa hơi dai này. Đùa hơi dai, bố mẹ đang chinh phục đấy, máu bố hồi như điên luôn đấy. Solo cứu. Nãy mình chơi ảo thôi. Đánh nhau dữ vậy. À đủ. À đủ. Mày. Mày. Mày nghĩ tao sợ mày? Mày nghĩ tao sợ mày? Mày nghĩ mày sợ tao? Cái con mẹ mày còn đài nà này. Rờ. Người nói rờ, người nói phản lát em. Xử lý thằng này ta. Ôm trụ. Chạy cố nhất xe vào. Rồi. Trời ơi, địt mạ đấy gọi là tư duy siêu cấp đấy, chặn được vài liền. Này thì chơi ganh này. Lần này tôi có Lee Sin ganh luôn, thế là hòa nhau nhá. Ok. Đẩy luôn, đẩy luôn. Thả vào quái của mình cũng bị á. Mẹ nào điên thế nhỉ. Thôi địt mẹ người liều lĩnh. Người ngu người nhất xe vào chứ đéo phải liều lĩnh. Đéo gì thế? Y lý? Di lý? Di lý? Ok, bị đọc hết đến từ tem bạn. Đọc hết đến từ tem bạn. Vẫn sống sót luôn. Ơ, chào Mạnh V Mạnh. Mạnh ve manh, ok chưa? Địt con mẹ cứ sở pam trẻ trâu tóc đỏ thôi ạ. Địt mẹ tao đấm liên tục vào mồm mày bây giờ. Cứ sở pam thôi. Tao trẻ trâu được chưa? Địt mẹ quánh chết con mẹ bây giờ. Ê, nó. Ui. Chạy đi. Chạy đi. Chạy đi, điếu chạy được rồi. Đi con mẹ này chết. Chết luôn. Bay bay, ô đi mẹ bay đi đâu à? Ô. Oh. Oh my god. Đánh nhau kiểu đéo gì vậy? Thề luôn đéo hiểu mấy ông đánh nhau kiểu lồn gì. Điêu vãi lồn ạ. À. Đéo cả. Vãi lồn để e để KS anh em ạ. Đéo thể KS được luôn. Chỗ. Ôi đi mẹ quay lại nó bắn luôn kìa. Đi quay lại đánh ngược luôn kìa. Ui. Có kỹ năng đấy nhở. Này thì đi mẹ định nhảy. Định nhảy này có kỹ năng đấy nhở.
chết. Vì con mẹ chán thực sự. Hốt thế. Ôi, thằng này đâu à? Mà để thằng Ezio chăn vãi lồn vậy. Tốc biến chém. Khổ thế. Quần nhau khổ vãi lồn. Chợ. Có con thằng nữa ở ngoài kia kìa. Phá mẹ cái trụ. Ôi thôi được. Ra anh em. Chạy trước quân. Lùi thôi. À, địt mà Valorant. À, tránh xa ra. Ôi, nó nổ vào tem mình. Tránh xa ra. Người chơi đồng đội nhất xem vào. Mình đánh thế thì mà sao mà vui được. Ôi, địt mà mấy anh em. Ôi, địt mà mấy anh em phá con mẹ nhà luôn ạ. Ôi, cảm ơn anh em đã xem clip này của mình nha. Nhớ một like và subscribe mình nha. Find your way into this wonderland, cross the maze.